Hello, Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị nha. Hôm nay á, Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một căn nhà sổ hồng riêng với một cái mức giá tổng cho quý anh chị đi công chứng luôn nha. Chỉ 1 tỷ mốt thôi là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Thì hiện tại á, Lộc đang đứng trên một cái con đường rộng tầm khoảng 2 mét nha. Khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất rồi. Nó chỉ cách cái đường DT835 á quý anh chị, chỉ tầm khoảng 30 mét thôi quý anh chị. 30 mét thôi quý anh chị ơi. Và căn nhà của chúng ta có cái diện tích là ngang 4, nở hậu là 4 mét 4 nha, và dài á là 9 mét 6 nha quý anh chị. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Và căn nhà này Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình vừa mới ra riêng á, những cặp vợ chồng son vừa mới cưới nè, mới ra riêng, tài chính thu nhập ít á, thì căn nhà này rất là hợp lý cho quý anh chị sở hữu luôn nha. Và căn nhà là quý anh chị vừa hoàn thiện xong luôn quý anh chị ơi, thì nó còn những cái hạng mục chưa được hoàn thiện, thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để mình đi vào bên trong nhà để xem cận cảnh chi tiết và xem những cái hạng mục nào chưa hoàn thiện thì chúng ta sở hữu và có thể thay đổi theo thiết kế của ý gia đình mình nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nhìn mặt diện bên ngoài của căn nhà của chúng ta nè, mặt tiền là ngang 4 mét nha quý anh chị, với một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh nha. Có một cái khoảng sân trước, có một khoảng sân trước không quý anh chị? Một căn nhà mà có một cái khoảng sân trước thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Mình đậu xe ở cái khoảng sân này tầm khoảng 2 3 chiếc xe luôn á nha quý anh chị, 2 3 chiếc xe máy luôn nha. Và tường rào rất là chắc chắn nha quý anh chị. Đó. Đó. Với cái tông màu được sơn tĩnh điện là tông màu đen ha, và chạm trổ thêm những cái hoa văn màu vàng nhìn rất là chắc chắn nha quý anh chị. Và đặc biệt á, gia chủ của ngôi nhà này rất là chi tiết và chu đáo luôn quý anh chị ơi, gắn cho quý anh chị một cái đèn chiếu sáng ở phía bên ngoài luôn, và bên trong có một công tắc sẵn cho quý anh chị luôn ha. Rồi vào bên trong cho quý anh chị tham quan nha. Quý anh chị nhìn cái mặt diện bên ngoài nè, đã được làm cái một cái mái che che nắng ra cho quý anh chị luôn ha. Đó. Rồi xung quanh á, thì sẽ có những cái kẽm kẽm gai sẵn hết cho quý anh chị rồi. Cái tường rất là chắc chắn luôn quý anh chị. Nhưng mà tuy nhiên á, cái khu vực của chúng ta rất là an ninh và trật tự luôn nha quý anh chị, không có trộm cắp gì đâu nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách ha. Khu vực phòng khách thì rộng tầm khoảng 10 mét vuông nha quý anh chị. Đó, ngôi nhà của chúng ta vừa đủ để cho 4 thành viên chúng ta ở ha, hai vợ chồng hai đứa con ở căn nhà này thì rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Đây, ở đây á, có một cái dải phân cách dùng để ngăn giữa cái khu vực phòng khách và khu vực toilet cũng như là khu vực phòng phòng ăn của chúng ta ha. Ở đây có những cái bậc tam cấp nè. Đó, ở đây là một cái được ốp những cái đá hoa cương nhìn rất là sáng cái căn khu vực phòng khách của chúng ta ha quý anh chị. Ở những cái bậc tam cấp như thế này thì chúng ta cũng có thể trang trí bằng những cái chậu hoa, chậu bông, bông giả hay là bông thiệt thì tùy theo ý thích của mỗi gia chủ ha quý anh chị. Ở đây có những cái khung nè, thì chúng ta có thể để những cái bình rượu ngâm ở đây ha quý anh chị, hoặc là những cái bàn khen của con em chúng ta ở ở khu vực này thì rất là hợp lý luôn ha quý anh chị. Ở đây á, được sơn nước là mà với cái tông màu trắng ha. Để Lộc bắt cái đèn này lên cho nó sáng. Đó, phía dưới sàn nè, gia chủ chúng ta làm ốp cho quý anh chị là gạch giả gỗ không quý anh chị. Nhìn ngôi nhà của chúng ta tôn lên cái vẻ sang trọng của căn nhà. Và với cái tông màu trắng là nhìn rất là hợp lý luôn. Quý anh chị nhìn lên trên trần ạ. Trần á, đơn vị bên Lộc làm cho mình là trần dự cấp với những cái hoa văn được chạm trổ hình thoi hình chữ nhật nè, với cái tông màu xám và tông màu đen ha. Ở đây thì chúng ta cũng có thể để một cái bộ ghế sofa nhỏ nhỏ ở đây ha quý anh chị. Kèm theo đó là trên tường chúng ta để một cái tivi 65 inch thì rất là tuyệt vời luôn á. Rồi, hiện tại á thì căn nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi. Căn nhà này với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu cho gia đình mình luôn nha là 1 tỷ mốt.
Căn nhà này không có căn thứ hai đâu nha quý anh chị. Quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn với số hotline phía trên màn hình 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị sớm đi xem mua nhà thực tế và sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà thật là rẻ luôn, chỉ 1 tỷ mốt luôn nha quý anh chị. Một cái căn nhà rất là kiên cố và Lộc thấy rất là hợp lý cho những gia đình có 4 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Rồi, vào bên trong khu vực phòng vệ sinh, ở phía trên có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió ha. Và đặc biệt á, anh chị chủ này á, Lộc thấy rất là kỹ càng luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị thấy cái bồn cầu không ạ? Được ốp những cái băng keo lại hết rồi, không có cho tháo ra đâu. Rồi, vòi sen cũng vậy nha. Và cái lavabo này cũng được dán băng keo lại luôn, không có cho sử dụng á quý anh chị. Đó, đặc biệt á, là trong khu vực phòng vệ sinh này có một cái khu vực nhà kho ở dưới cầu thang nè. Mời bạn cameraman quay cho khán giả xem nha. Đó, một cái khu vực nhà kho Lộc thấy cũng khá là rộng rãi để cho quý anh chị đỡ những cái vật dụng và linh tinh nè. Những cái dụng cụ linh tinh không xài đến ở cái khu vực nhà kho đó, hoặc là chúng ta có thể để đồ dơ ở trong đó thì rất là hợp lý ha quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong cái khu vực bếp ha. Khu vực bếp này á, gia chủ làm cho mình là hình chữ L nè quý anh chị. Đó, và phía trên đó thì được ốp đá hoa cương rất là sạch sẽ luôn quý anh chị ơi. Và phía trên tường nè đã được ốp gạch nè. Đó, khi mà quý anh chị nấu nướng á mà có văng lên dầu mỡ lên tường thì cũng sẽ dễ lau chùi hơn nha quý anh chị. Ở đây làm cho quý anh chị hai cái bồn luôn để cho quý anh chị thuận tiện để mình vừa rửa rau vừa rửa chén ha quý anh chị. Ở đây chúng ta xài nước là nước của công ty nước Hà Lan, nước sạch, nên quý anh chị yên tâm mà sử dụng nha. Và có một cái khu vực ống nước vào và ống nước ra ở đây thì để chúng ta để gì ạ? Để máy giặt. Đó, chúng ta để máy giặt ở khu vực này ha. Rồi phía bên tay phải Lộc nè, có một cái ổ điện. Đó, để chúng ta để cái khu vực tủ lạnh ở đây. Kèm theo đó là làm cho quý anh chị một cái cửa sổ ở phía bên hông luôn nè, để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ở cái khu vực cửa sổ này ha. Quý anh chị thấy căn nhà thế nào ạ? Thấy có hợp lý với tài chính cũng như là đúng nhu cầu quý anh chị chưa? Nếu mà thấy được thì hãy gọi ngay cho Lộc qua cái số hotline phía trên màn hình để chúng ta đi sớm xem được cái căn nhà này thực tế và sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà thật là phù hợp nha quý anh chị. Với một cái tài chính chỉ 1 tỷ mốt thôi, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha. Và căn nhà sổ hồng riêng ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá tầm khoảng 600 triệu luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị chỉ cần trả trước 500 triệu thôi là quý anh chị đã mua được căn nhà này rồi. Tiếp theo thì quý anh chị di chuyển lên trên lầu để cùng tham quan phía trên nha. Các bậc cầu thang gia chủ này, hai anh chị chủ này rất là kỹ càng luôn quý anh chị. Từng bậc cầu thang đã được ốp lát những cái đá hoa cương nè, nhìn rất là chắc chắn và sạch sẽ luôn. Khi mà bước lên á, thì cái khoảng cách giữa hai khu cái bậc thang á, nó khá là ngắn nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực cầu thang này luôn. Đó, và đây là khu vực trên lầu 1 nha. Nó sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Rồi, đầu tiên á, thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý chị tham quan khu vực phòng ngủ nha. Khu vực phòng ngủ này á, nó vừa vào quý chị mở cửa sổ này ra nó rất là mát luôn nè quý chị. Cửa sổ á, là cửa sổ lùa ha. Đây, cửa sổ lùa nè. Đó, từ cái khu vực này á, là quý anh chị có thể nhìn ra được cái mặt tiền đường DT835 luôn. Chỉ tầm khoảng 30m thôi là quý anh chị thấy cái con đường nhựa phía bên ngoài rồi. Đó, một cái khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất. Và xung quanh nhà của chúng ta có đầy đủ tất cả các tiện ích luôn nha quý anh chị, không thiếu một thứ gì luôn quý anh chị ơi. Điện máy xanh nè, ngân hàng nè, trường học nè, ủy ban nhân dân nè. Đó, phía trước nhà của chúng ta có luôn một cái sân tennis cho quý anh chị luôn, nếu mà những quý anh chị nào thích thể thao ha. Rồi, và đây là cái khu vực rộng tầm khoảng 10m vuông nha quý anh chị. Ở đây á, thì gia chủ của chúng ta phải nói là Lộc thấy rất là chi tiết và chu đáo luôn quý anh chị. Gắn sẵn những cái hệ thống đèn led nè, phía trên có những cái ô để cho quý anh chị. Khu vực này thì chúng ta để một cái quạt ở khu vực này ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ở trên tầng trệt ha, trên lầu 1 ha quý anh chị. Đó, nó sẽ có những cái lavabo, bồn cầu và vòi sen rồi. Phải nói là rất là đầy đủ ha. Và phía dưới là sẽ có những cái ô cái gạch chống trơn trượt cho quý anh chị luôn ha. Rồi, phía trên đây á làm cho quý anh chị là một cái nhà kho
để cho quý anh chị đỡ những cái vật dụng linh tinh mà không xài đến ở cái khu vực đó ha quý anh chị. Tiếp theo là một cái căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này thì nó sẽ hướng ra khu vực phía ban công nè quý anh chị. Đó, căn phòng ngủ này thì nó rộng tầm khoảng 15 mét vuông nha quý anh chị. Đó thì chúng ta ở hai cặp vợ, một cặp vợ chồng rồi hai đứa con ở cái căn nhà này thì Lộc thấy rất là hợp lý và phù hợp luôn, với một cái mức giá cũng khá là mềm nha. Rồi mời quý anh chị di chuyển qua bên cái khu vực ban công nha. Khu vực ban công này thì nó rộng, cũng khá là rộng đó quý anh chị. Quý anh chị có thể tận dụng để phơi đồ hoặc là chúng ta trồng cây ở cái khu vực này thì cũng rất là hợp lý ha. Phía trước nhà của chúng ta là khu vực sân tennis nè quý anh chị. Đó, hồi nãy giờ quý anh chị tham quan thì quý anh chị thấy có gì lạ không ạ? Quý anh chị thấy như thế nào ạ? Hiện tại thì căn nhà của chúng ta chỉ mới hoàn thiện được 98% thôi, còn 2% còn lại là hành lang và những cái hành lang là hành lang ban công nè, và khu vực tay vịn cầu thang nè thì hiện tại chưa có hoàn thiện quý anh chị. Thì quý anh chị đi xem căn nhà này sở hữu cho mình thì những cái như là hành lang cầu thang rồi hành lang ban công cũng như là cửa nè quý anh chị, cửa cũng chưa có làm luôn, thì quý anh chị sẽ lựa chọn được những cái vật liệu thiết kế cho căn nhà mình tùy theo cái nhu cầu quý anh chị như thế nào, thì Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ cái phần phí đó cho quý anh chị nha. Thì một cái căn nhà mà giá 1 tỷ mốt còn thương lượng chút đỉnh nha quý anh chị, thì quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để mình đi sở hữu căn nhà này sớm nha. Vừa rồi thì quý anh chị đã xem căn nhà này cận cảnh từng góc ngách rồi, thì quý anh chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? Có phù hợp cho gia đình mình chưa ạ? Nếu mà phù hợp rồi thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn liền qua cái số điện thoại là 077-201-0726 để chúng ta đi xem ngôi nhà này thực tế cũng như là sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà đẹp nha. Và căn nhà này là hiện tại Lộc thấy duy nhất với một cái mức giá là chỉ 1 tỷ mốt thôi mà nó đã có sổ hồng riêng rồi nha quý anh chị. Và chung ngôi nhà này có đầy đủ tất cả các công năng cho quý anh chị luôn, từ khu vực sân trước nè, khu vực phòng khách cũng như là khu vực bếp, cũng như là hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, nên Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình có từ 4 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý và phù hợp cho quý anh chị, đúng với nhu cầu của quý anh chị nào mà tài chính tầm khoảng 1 tỷ mốt ha. Thì Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị nè có nhiều sức khỏe nè, có nhiều niềm vui cũng như là sớm tìm được cho mình một cái căn nhà phù hợp. Và căn nhà này với một cái mức giá là 1 tỷ mốt và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay là 600 triệu nha quý anh chị. 600 triệu thì quý anh chị chỉ cần bỏ tiền mặt ra tầm khoảng 500 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Thì chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.